chưa có chết. Sao tôi nằm đây? Rồi tôi đứng đây vậy? Là chết rồi. Anh tên gì vậy? Mình. Từ nay anh ấy sẽ ở đây với tụi mình. Trước lạ sao quen, quen mới thân, thân rồi mới thương, thương rồi ăn mới ngon được. Thôi xong. Công nhận nó đẹp mà nó bị khùng tội nghiệp á. Những linh hồn mà đã đi đầu thai rồi á, là mình không có còn nhìn thấy họ nữa. Anh sẽ luôn ở cạnh bên em để chăm sóc cho em. Mặt như đang yếu mày. Ờ đúng rồi. Bộ hết người yêu hả? Sao yêu ma mày? Mình, anh tỉnh lại đi. Anh và cô ta không đến được với nhau đâu. Có chết thêm một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Đừng đi. Yên tâm, có tôi đây. Mẹ, đừng đi. Anh tỉnh lại đi mà. Em đang nỉ anh á, anh tỉnh lại đi. Minh.